Cũng trong sáng nay, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Hòa Vang. Đến kiểm tra chốt kiểm soát COVID-19 tại thôn Dương Lâm 2, xã Hòa Phong, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao nỗ lực của tổ COVID cộng đồng tại đây trong việc giám sát thực hiện các quy định phòng chống dịch của thành phố, đồng thời động viên các thành viên trong tổ công tác tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình, chung tay cùng thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn. Tại tổ giám sát F1 cách ly tại nhà ở khu vực xóm An Tân, thôn Dương Lâm 2, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng biểu dương các thành viên tổ công tác trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời khẳng định đây là mô hình mới của thành phố trong phòng chống dịch, góp phần giảm tải áp lực cho cách ly tập trung. Vì vậy, tổ công tác vừa nêu cao trách nhiệm trong công việc, vừa chủ động đề xuất các vướng mắc khó khăn phát sinh trong thực tiễn, đồng thời tích cực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, lực lượng liên quan để kịp thời ứng phó với mọi tình huống.